Mà người ta mấy giờ người ta giao? 5 giờ chiều. 5 giờ chiều giao, giờ mấy giờ? 12 giờ trưa. Coi cô ấy thể hiện tài năng cô dựng đúng được không nè. Đó, yếu quá yếu rồi. Chiếc làm. Đúng rồi. Cái ngoại hình của nó với cái đầu đèn với phần thiết kế thì thiết cương nghĩ khá giống với dòng xe lam Vetta của Italy. Xe Sibor thiết cương 99 và xe Ngọc Thưởng hai thầy cũng 99 luôn. Tiếng nói với hai thầy giống như chiếc dạ, Sibor hả? Trời ơi, vậy mốt thiết cương đem Sibor về đây đua với Ngọc Thưởng được không? Xin kính chào diễn giả. Một ngày đẹp trời, trăng thanh gió mát tại thành phố Tân An. Và hôm nay thiết cương rất là ngạc nhiên khi thấy Ngọc Thưởng cứ ga vô, bấm chuông xe, chiếc xe đạp ba bánh độc đáo của Ngọc Thưởng quý vị, và cổ ra vô ngóng trong điều gì không biết nữa. Làm gì cứ ra vô sáng giờ mấy chục lần vậy Thưởng? Em nôn quá hà. Nôn gì vậy? Nôn ba giao xe cho em á. Xe gì? Chiếc tay ga của em. Trời ơi, Thưởng có chiếc ba bánh rồi giờ còn có chiếc tay ga nữa. Mà người ta mấy giờ người ta giao? 5 giờ chiều. 5 giờ chiều giao, giờ mấy giờ? 2 giờ trưa. 5 triệu giao mà có 12 giờ mà rộn ràng vậy, mà từ sáng giờ 8-9 giờ là đã thấy gà cống 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 vậy rồi á. Thôi Thưởng ơi, vô nghỉ ngơi ăn cơm đi. Người ta nói 5 giờ chứ nhiều khi 5:30-6 giờ ta mới đem tới thì sao? Thôi không vô, đúng trong giao sớm mà sao. Trời ơi, bà nôn quá nôn rồi. Rồi mời quý vị cùng Tiết Cương đồng hành xem chiều hôm nay chờ đợi chiếc xe của Ngọc Thưởng là chiếc xe gì nhé. Mà cổ nôn nao quá trời quá đất luôn. A few minutes later. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh. Giờ Ngọc Hưởng chạy đi mua xăng đi, cầm can đi mua xăng đi. Bây giờ đâu có xăng đâu, chạy. Đi mua xăng đi anh ơi, về để em chạy thử rồi. Thử. Ai xe ai thì người đó tự chạy đi chứ. Tự nhiên bắt tôi đi mua xăng là sao? Ủa xăng để đâu ta? Xăng nè. Xe nhớt. Ủa nhớt hả? Đây xăng đây. Xăng đâu rồi? Xăng đây nè. Ngọc Hưởng còn chưa cho đổ xăng đó. À. Nắp xăng mới tinh luôn nè. Đó, đại lại dặn qua. Quá đẹp, một siêu phẩm của Ngọc Thưởng sắp xuất hiện trên bầu trời âm nhạc. Thử, thử vô ướm thử rồi. Im không Thưởng? Quá vậy thôi. Đó, bây giờ Ngọc Thưởng đầy Tiết Cương phải đi mua xăng để cho cô ấy vi vu cho những tuyến đường của gì à. Kính thì dễ rồi. Rồi vậy thôi giờ đi mua xăng nha. Dạ. Sau đó cho Ngọc Thưởng chạy tung tăng rồi mới review được, chứ giờ đâu có xăng đâu mà review cho quý vị giải xem Ngọc Thưởng chạy thế nào. Sáng sớm Ngọc Thưởng nó chạy đi mua xăng rồi gì ơi. Nôn chạy xe quá rồi, bây giờ Ngọc Thưởng sẽ biểu diễn dựng chân chống đứng và đạp xe cho quý vị xem nha. Coi cô ấy thể hiện tài năng cô dựng không được không nè. Đó, yếu quá yếu rồi. Rồi à, bây giờ sẽ đạp máy. Đạp nè. Rồi sẽ đạp máy quý vị xem. Chưa bật tắt nè. Chưa bật chìa khóa. Bởi vậy. Đó thấy không? Đạp cái nhẹ hiều mà nổ máy liền hả Thưởng? Quý vị nghe tiếng bô rất là êm. Rồi tắt máy Hưởng đề coi. Nãy Hưởng đạp giờ tới đề như quý vị. Giờ đề coi. Nhẹ hiu hả Hưởng? Rồi. Bây giờ thì Tiết Cương sẽ gắn rổ ý là rổ có rồi, gắn kiến hậu cho Hưởng. Đây. Kiến xe. Cắt ra gắn kiến Ngọc Thưởng kỹ ghê chưa, bản là kỹ ghê chưa, đã ấy gói cho mình xẻ nè. Kiến này chữ gì đây? Thuộc cha băng nha quý vị, mới in cha băng luôn. Nhìn mới đầu Tiết Cương tưởng kính của Attila, là kính của mắt em cha băng. Đọng Thưởng gắn một bên hai bên Thưởng? Hai bên anh. Hả? Hai bên dễ thương. Hả? Hai bên có đều hả? Gắn hai bên.
ok cho thưởng. Đó, giờ siết lại nha quý vị. À, siết lại. Cứng quá. Cái này kìa bị xét rồi. Thưởng ơi. Cái này xét rồi. Cái này anh phải để anh xịt em R7 đi. Cái này không có siết được. Nó bị cái này ấy rồi, anh sẽ xịt R7 gắn sau. Và tạm thời gắn một cái kiến trước đi. Rồi Tiết Cư sẽ review cái xe cho quý vị xem nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem thiết kế của toàn bộ cái xe, thì Tiết Cư thấy nó khá giống với đối thủ chiếc gì? Chiếc Lam. Đúng rồi. Cái ngoại hình của nó với cái đầu đèn với phần thiết kế thì Tiết Cương nghĩ khá giống với dòng xe Lam Vetta của Italy. À, nhưng mà đây là chiếc Giulio Honda của hãng Honda. Và cọc thưởng ở đây thì có thiết kế một cái rổ gắn đây để thử đi chợ. Ở đây có thể đựng đồ lặt vặt, điện thoại đựng được nhiều nè. Cái này là để mình treo đồ cũng được hết thưởng. Công tắc thì quý vị thấy đây có ôm mở với khóa nè, đó khóa cổ thôi, chứ còn cốp thì phải mở phía sau. Thì đây tem bợ cổ nè, nó những cái thông số toàn bộ bằng chữ Nhật Bổn nè, nè Tataka Asakiyama Otokio Aosunoka Motata. Cái câu này có nghĩa là Ngọc Thưởng nhớ đi xe đổ xăng đừng lấy tiền của Tiết Cương. Bây giờ thay không? Rồi, chúng ta sẽ xem cái mặt đồng hồ. Đây. Đây là báo xăng. Nãy thử mua có một chút xíu xăng à, phải đi mua thêm. Đó, xăng. Nè, dầu. Nè. Đó, báo dầu Cbiz. Giới hạn Cbiz nó cũng báo tốc độ thì từ có 0 đến 60 km/h, xe có 50 à. Logo Honda. Thì ở đây là công tắc đề. Đề. Cái này là xi nhan. Đó, này đèn, này cọc. Đó. Ở đây có cái lóc, lóc của cái thắng. Đó. Logo Giulio Honda. Đèn nó không phải nằm trên cổ lái mà nằm ở đây như vậy, luôn rọi vào phía trước. Hai xi nhan lầu này hai bên rất là dễ thương. Thiết kế cái phần trước rất là giống với ba. Và để cơ Tiết Cương xem cái dàn phụ coi. Để thấy cái dàn phụ không? Thắng nè, thắng đùm. Cái phụ giống này kiểu giò gà giống với tay trang quý vị ha. Đó, nhưng mà hai bên luôn. Đó. Bánh trước nó nhỏ lắm quý vị ơi. Thông số này. Top lid này nhỏ top lid nha quý vị. Anh chàng cũng nhỏ luôn. Nhìn chất lượng luôn. Đây có đáp này. Đáp của vỏ nữa rồi. Nằm tuốt trong Tiết Cương cũng thấy luôn. Không biết đáp gì luôn. Rồi quý vị ơi, cái bánh có đáp nè quý vị. Niên nè. Tháng 8 năm 99 nha quý vị. Xe này đời 99 cùng đời với xì bo của Tiết Cương luôn. Ừ, vậy là thưởng sướng quá. Coi như là xe xì bo Tiết Cương 99 và xe Ngọc Thưởng hai thầy cũng 99 luôn. Đó này cái đáp của vỏ nè. Vỏ xe này, vỏ này vỏ top lít quý vị ơi. Bánh mồi. Rồi. Và đây thì Tiết Cương sẽ cho quý vị xem cái đổ xăng. Đổ xăng nằm đây, có xăng đây. Đó. Đậu lại á, mình mở ra vậy thôi. Đó, không cần phải mở cốp cũng khá tiện lợi. Đổ xăng nằm đây. Xăng mới tinh. Rồi, dỡ cốp lên. Khá rộng rãi hơn. Dạ, để được cái mũ bảo hiểm nhỏ. Có đồ móc nón nữa. Có không? Nè, đồ móc nón nè. Và đây, xe thì chỗ này là nhớt nữa vậy. Oi Uber Level. Đó, đây là xe cho mình coi là Level nó nằm đây nè. Đó. Xe thưởng bây giờ còn nhớt không nữa. Để Tiết Cương đem nhớt về chăm cho thưởng nha. Nhà còn mấy bình nhớt hai thầy. Nhớt chạy xe khác nha, chứ không nhớt máy đâu. Hai thầy mà. Cái ba ga này anh thấy nó
nó chế khá nhỏ, nếu mà về mình thiết kế lên có thể làm to được vậy. Mình chỉ cần làm đúng bát thôi hết hưởng. Đúng bát thì mình làm ba ga bự ga để chở hàng được. Đó, với điều kiện sẽ chở hàng. Rồi Thiết Cương đang lên ngồi. Nếu mà chở con Thưởng ngồi biết sao được không ta? Được. Được không? Cũng ngồi sao được. Được anh. Để chân ra đây. Để chân đây hả? Đúng rồi. Được không? Được không? Dạ. Chứ không biết Thiết Cương, không biết chiếc này có thể chở hai được không quý vị ơi. Tại vì được. Không thấy đồ gắt chân. Thì để trước đó, nhưng mà hai người phải nhỏ nha, còn bự thì chở không được. Đây. Có quạt làm mát. Hệ thống làm mát máy đây. Đó người không? Tem xù này nghe không? Máy in cha bằng rồi không không? Nghe nội địa. Cái chân trống cưng của vậy thấy chân trống cưng ghê không? Có mấy cọng đũa, rất là dễ thương. Rồi và qua bên này xem cái máy của nó. Đây cũng cần xem cái máy. Đó, cái máy hãng đa. Hai thầy. Rất là dễ thương. Đó, tháng sau cũng tháng đầm, tháng trước cũng đầm luôn. Cái chân trống nghiêng cưng quá vậy nhỏ xíu à. Đó. Cái chân trống đứng rất là dễ thương. Xe này xe 50 mà thành ra gì nó cũng nhỏ nhắn xinh xắn á. Thiết Cương sẽ đặt máy thử đó nha. Đặt cái nổ nè. Thiết Cương sẽ trải nghiệm thử nha quý vị ơi. Nắm mua mà mạnh quá, tại xe này cái chất xe nó còn mới quý vị, nó rất là mạnh. Thưởng chiếc này là ta nói nha, quá đã rồi. Thưởng có thử không? Thưởng cũng phải thử chứ ha. Trời ơi, công tình chờ đợi 2 ngày 2 đêm không ngủ mà. Rồi bây giờ Ngọc Thưởng sẽ chạy thử chiếc xe Junio nha Thưởng. Đề hay đạp? Chạy đi. Em dặn ga nhiều quá, bớt ga lại. Ồ, Thưởng trải nghiệm đã thiệt chứ. Ồ. Đề nghị Ngọc Thưởng phát biểu cảm tưởng khi chạy chiếc Junio 2 thì của hãng Honda Nhật Bản à. Em thấy rất là mạnh nha. Vậy hả? Không vậy. Có thua chiếc Abila của em đâu đó. Vậy hả? Mặc dù nó có 50 anh Thưởng. Mà chạy nghe tiếng thích quá à. Tiếng nó với 2 thì giống như chiếc dạ, Sibo hả? Trời ơi, vậy mốt Thiết Cương đem Sibo về đây đua với Ngọc Thưởng được không? Chắc không bằng quá. Chắc chạy em làm. Dạ, hả? Tại xe của em 50 thì đua với anh được. Vậy hả? Vậy mà anh cứ tưởng là chiếc Sibo em nó không bằng chứ. Nó nghe hết hồn tưởng Sibo Thiết Cương chạm lại xem Thưởng chứ. Rồi như vậy là Ngọc Thưởng hôm nay đã cảm thấy rất là vui khi đã có được một chiếc xe Junio rất dễ thương để đi chợ hàng ngày. Và từ nay là Thưởng sẽ có chạy chiếc quay phát tài của Thiết Cương nữa không? Dạ không. Sao kỳ vậy? Em có này chiếc xe đạp rồi em đâu có chạy xe quay. Giờ chê xe quay phát tài. Giờ kêu cũng không chạy nữa. Vậy sao lúc trước đi đâu lấy quay phát tài đi hết sao giờ kỳ vậy? Không có hai chiếc này, còn chờ hai chiếc này dễ thương quá sao chạy chiếc quay phát tài của anh được. Tội nghiệp quay phát tài quý vị ơi. Đây. Quay phát tài của Thiết Cương đã bị nằm trong xó rồi, Ngọc Thưởng đã chê rồi. Không thèm đi nữa bởi vì cô ấy đã có chiếc Junio. Rồi, cảm ơn khán giả đã xem clip coi Thiết Cương và Ngọc Thưởng. Ta nói trải nghiệm chiếc Junio hàng nội địa của Nhật rất là dễ thương. Và từ đây chiếc xe Junio này sẽ đồng hành với Ngọc Thưởng trên những cung đường của mọi miền đất nước. Nói thôi chứ để đi chợ thôi chứ chạy đi đâu có 50 chạy đâu cho nổi. Nhưng mà cô ấy cảm thấy rất vui và rất thoải mái với chiếc xe và đã coi như là mê mẩn chiếc xe này rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi clip. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những clip sau. Xin chào.